kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2019 kính mời các bạn xem bản tin thủ tướng Việt Nam thích khoe chim bộ trưởng truyền thông đòi nắm mạng à, vâng trong thời gian vừa qua đặc biệt là những người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam luôn luôn lo ngại với luật an ninh mạng đã ra đời từ đầu năm 2019 và suốt từ lúc đó đến nay thì cũng đã rất nhiều người Việt Nam đã bị chính quyền bắt bỏ tù vì họ uh, giải bày những thông tin và biểu đạt những ý kiến của mình trên mạng xã hội một cách hết sức ôn hòa. Và thông tin mà chúng tôi xin cung cấp cho bạn ngày hôm nay đó là việc Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, mỗi khi có dịp phát biểu, ông rất thích ví von người dân hay doanh nghiệp Việt Nam thành những con chim và những con thú. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên một số trang báo của trong nước đã đăng tải, như báo Tiền Phong đã đăng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cần đàn chim Việt bay xa trong kinh tế toàn cầu. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam cần có hàng trăm, hàng ngàn và cả một thế hệ các doanh nhân và các nhà công nghiệp dân tộc hùng mạnh, những con xếu đầu đàn và chúng ta cần có cả đàn chim Việt bay cao, bay xa trong nền kinh tế toàn cầu, ông nói. Và đây là hình ảnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ngày Doanh nhân Việt Nam vào tháng 10 năm 2019 tại Hà Nội. Và điều mà chúng ta cũng thường gặp khi ông Thủ tướng Việt Nam đi bất cứ đâu ông cũng hay đọc thơ và ví von với rất nhiều những cái câu ngữ, từ ngữ mà cộng đồng mạng đã rất khó hiểu. Và cũng chính vì những phát biểu rất ngớ ngẩn của nhiều lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam bị cư dân mạng đưa lên đàm tiếu, nhà cầm quyền rất khó chịu và tìm mọi biện pháp để ngăn cản quyền tự do ngôn luận của trên 90 triệu người dân Việt Nam. Và đây là thông tin tiếp theo. Chính phủ Việt Nam có kiểm soát được mạng xã hội hay không? Đây là hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Từ khi mạng xã hội phát triển mạnh ở Việt Nam, rất nhiều những phát ngôn ngớ ngẩn của các quan chức, những hành xử sai trái của cơ quan chức năng bị phơi bày trên mạng xã hội đã khiến chính quyền nhiều lần muốn quản lý mạng xã hội, nhưng dường như họ vẫn chưa làm được điều đó. Và nhà cầm quyền viện cớ luật uh, an ninh mạng uh, cũng như an ninh quốc gia để khóa miệng người dân trong nước gài an ninh quốc gia để kiểm soát. Tại phiên trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội sáng ngày 8 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu rằng hiện nay rất nhiều người nghĩ gì, nói gì, mua gì, thậm chí yêu ai đều thông qua mạng xã hội. Nếu như tất cả các thông tin đó ở trên mạng xã hội, nước ngoài, có nghĩa là não người Việt Nam chỉ tập trung vào một chỗ và không nằm ở Việt Nam, điều này là rất nguy hiểm đến an ninh quốc gia. Theo dư luận trên mạng xã hội, Việc ông Hùng nêu vấn đề an ninh quốc gia để mở đường cho việc quản lý chặt chẽ hơn các mạng xã hội, không phải là margin Việt Nam hiện nay. Đây là thông tin mà chúng ta trong thời gian vừa qua rất nhiều người đã đưa lên bình luận về uh, những cái phát ngôn của ông Hùng. Và Đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam có bộ máy quản lý rất cồng kềnh và lạc hậu, lại muốn quản lý sự sáng tạo và tự do của người dân trên không dân mạng. Nguyễn Kế Quang, một cư dân mạng có lời nhắn gửi ông Hùng như sau: đã là con người nói chung, người Việt Nam nói riêng thì chẳng có bộ não nào giống bộ não nào vì họ không phải là những con robot được sản xuất trong cùng một hãng. Vấn đề là những người đang làm có nhiệm vụ, chức năng như ông cần phải không ngừng nâng cao trình độ quản lý tương xứng với sự phát triển của xã hội chứ không phải kéo sự phát triển của xã hội lùi lại cho phù hợp với trình độ quản lý của mình. Ông Nguyễn bình hùng ạ. À. Và đây là tâm sự của một trong những người đã sử dụng mạng xã hội chia sẻ như vậy. Và đây là hình ảnh của Việt, uh, tại Việt Nam nơi có dân số gần 100 triệu người và họ đang sử dụng hàng chục triệu tài khoản của mạng xã hội và dường như những cái thông tin trên các tờ báo của nhà nước ở hiện nay đang lép vế trước sự phát triển rất mạnh mẽ của truyền thông tự do trên mạng xã hội mà người dân Việt Nam đang tham gia. Và Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã quá lạc quan khi muốn mạng xã hội nội địa làm được những thứ mà thế giới chưa từng làm. Ngoài những mạng xã hội nước ngoài nổi tiếng và thông dụng hiện nay như Facebook, Twitter, Instagram và Flick. Việt Nam có một số mạng nội địa như Salo, Mocha, Capo, Haha ha Lolo, Lotus. Tại buổi diễn, lễ uh, diễn ra ra mắt mạng xã hội Lotus hôm 16 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng hơn chục năm rồi ông mới được nghe mọi người nói về một cách tiếp cận mới và ông có một niềm tin là người Việt Nam có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm nhưng ông nguyễn văn hùng cũng không hiểu rằng thế giới họ cũng đã nghiên cứu rất nhiều và có những cái điều mà không đem lại cái hiệu quả thì tất nhiên là thế giới họ sẽ không làm có lẽ việt nam làm những việc mà thế giới chưa từng làm nên những mạng xã hội made in việt nam không thu hút được người dùng việt nam vì cách thức hoạt động không giống ai tức là không sòng phẳng với người dùng như chuyên gia công nghệ thông tin lê ngọc sơn từ đức từng chia sẻ và đây là hình ảnh của chuyên gia công nghệ lê ngọc sơn ông nói Thứ nhất, về mặt kỹ thuật, chúng ta còn thua xa so với các mạng xã hội hiện nay. Thứ hai, người ta lo ngại về sinh quyền, S sinh quyền đàm luận trên không gian mạng và sự an toàn của nó. Những thứ này đang là một dấu chấm hỏi. Các nhà phát triển cần phải trả lời vấn đề này một cách song phẳng với người tiêu dùng thì mới thu hút được người dùng. Và quá hoảng sợ trước các thông tin sai trái của nhà cầm quyền tại Hà Nội bị cư dân mạng phơi bày cho hàng triệu người cùng biết và bình luận. Quân đội Việt Nam thay vì bảo vệ chủ quyền đất nước, chống Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì họ lại thành lập một lực lượng rất lớn và hùng hậu với hàng chục nghìn người chỉ để theo dõi và đàn áp những người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Trung, thạc sĩ công nghệ thông tin cũng là cựu tù nhân lương tâm nói rằng, đa số những người đăng chính kiến của mình trên Facebook liên quan đến chính trị hoặc phơi bày một sự thật nào đó về tham nhũng trong nội bộ Đảng Cộng sản thì thường bị chính quyền tìm cách trù dập, bắt bớ, thậm chí bị block mạng và gỡ bài. Đây là hình ảnh của ông thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy có một đội ngũ chuyên theo dõi nội dung của những người dùng trên mạng xã hội thông qua việc yêu cầu Facebook, Google gỡ các nội dung bị cho là không phù hợp với chính sách cộng đồng. Ông nói. Và Đảng Cộng sản Việt Nam còn muốn kiểm soát nhiều hơn nữa người Việt Nam đang sử dụng mạng xã hội nước này. Đây là hình ảnh của nhà báo Nguyễn Ngọc Già. Có kiểm soát được mạng xã hội nước ngoài hay không? Câu hỏi được đặt ra. Ngoài việc đó, để kiểm soát người dùng mạng xã hội thì nhà nước Việt Nam cũng đã và đang vận dụng nhiều cách để kiểm soát, kiểm duyệt nội dung đăng tải trên Facebook và hiển nhiên trên mạng xã hội Made in Việt Nam. Tuy vậy, các chức trách, cách thức mà chính quyền Việt Nam đã áp dụng kiểm duyệt nội dung trên Facebook đều đang gặp phải sự phản ứng rất gắt gao từ cộng đồng mạng. Có thể kể ra từ vào giữa năm tháng 8 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Facebook phải tiến hành định danh tài khoản người dùng ở Việt Nam. Lúc bấy giờ, nhà báo Nguyễn Ngọc Già lên tiếng rằng như vậy sẽ không công bằng cho người dân và ông giải thích như sau. Định danh là phải rõ mặt từng người. Vậy lực lượng dư luận viên AK47 của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, những kẻ bằng người người ta hay gọi là cuồng đảng, yêu đảng, không dám xuất hiện thì sẽ được giải quyết ra sao? Liệu có công bằng hay không? Đấy là câu hỏi mà nhà báo Nguyễn Ngọc Già đã đặt ra. Và nhà cầm quyền Việt Nam áp dụng luận an ninh mạng từ đầu năm 2019 để răn đe và bắt nhốt những tiếng nói phản kháng tại Việt Nam. Còn đây là hình ảnh của tiến sĩ Nguyễn Quang A. Còn với luật an ninh mạng thì tổ chức ấn xá quốc tế chỉ trích rằng luật này được thiết kế để giúp Bộ Công an tăng cường giám sát phát hiện sẽ chỉ trích và làm sâu hơn nữa sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Nếu luật được thực hiện, bất cứ người dùng Internet nào ở Việt Nam cũng sẽ không còn quyền riêng tư nữa, ông nói. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người đang trong hình này, nguyên chủ tịch Hội tin học Việt Nam nói vào tối ngày 8 tháng 11 rằng Ngoài chuyện bắt bớ những người bày tỏ chính kiến không vừa ý chính quyền trên mạng xã hội, về mặt kỹ thuật chính quyền có thể quản lý được mạng xã hội, chỉ có điều họ chưa dám làm mà thôi. Ông dẫn chứng về luật an ninh mạng như sau. Luật an ninh mạng là một luật rất khắc nghiệt nhưng có lẽ chính quyền thấy không ổn cho nên nghị định để thi hành luật này vẫn còn bị treo chưa cho, chưa cho ra đời. Có lẽ còn nhiều bàn cãi trong nội bộ dưới lãnh đạo, tôi đoán họ cũng có nhiều phe trong lãnh đạo và ông Hùng thuộc phe có tư duy rất là cổ lỗ. Đây là chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Quang A, người đã viết rất nhiều bài phản biện và được chú ý trên mạng xã hội. Và ngoài ra Việt Nam muốn đánh thuế các công ty và các mạng xã hội khi người dân Việt Nam đang sử dụng. Cũng trong phiên trả lời chất vấn đại biểu quốc hội, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh các mạng xã hội Việt Nam càng nhiều càng tốt nhưng phải tuân thủ luật pháp Việt Nam, vào đây làm ăn thịnh vượng thì cũng phải làm cho Việt Nam thịnh vượng. Về mặt này, tiến sĩ Nguyễn Quốc A nhận xét rằng ở khía cạnh nào đấy thì chính quyền Việt Nam cũng có lý. Vì các mạng xã hội lớn như Facebook, Google hoạt động ở Việt Nam có lợi nhuận nhưng không đóng đồng thuế doanh thu và giá trị gia tăng nào, ông kết luận. Chỉ có cách đánh thuế, nhưng đây là vấn đề của cả thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam mà thôi. Và nhà cầm quyền muốn kiểm soát mọi thứ của người dân Việt Nam đưa lên mạng xã hội, nhưng họ những người dân Việt Nam, những người dùng càng ngày càng đông với hàng chục triệu tài khoản không ngừng tăng. Và đây là hình ảnh của Trung tâm Quản lý và Điều hành mạng tại Việt Nam. Hồi tháng 6, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói trước Quốc hội rằng Bộ Thông tin Truyền thông sắp tới sẽ có yêu cầu cụ thể đối với các nhà mạng phải có các bộ lọc để xử lý thông tin trên mạng xã hội mà ông gọi là dọn rác. Ông cho biết Bộ Thông tin Truyền thông đã có trung tâm giám sát và an toàn không gian mạng quốc gia và có thể phân tích, đánh giá các bộ ngành sau khi xác định thông tin nào là rác sẽ thông báo để bộ này gỡ thông tin, kể cả đối với các nhà mạng nước ngoài. Nghe có vẻ chính phủ Việt Nam đang chuẩn hóa các công cụ kiểm soát mạng, kể cả mạng nước ngoài trong thời gian tới khi hoạt động không còn ảo trên mạng phát triển mạnh mẽ. Thế nhưng với cách kiểm soát không công bằng như, như bấy lâu nay thì Việt Nam sẽ rất dễ xa lầy vào chiến thuật thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Và như thế, nguy cơ xung đột giữa nhà nước và người dân chắc chắn sẽ tăng lên Tình thế vỡ trận sẽ không sớm thì muộn sẽ diễn ra. Và khi Đảng và chính phủ Việt Nam luôn hô hào áp dụng công nghệ 4.0 để phát triển kinh tế Việt Nam thì việc họ chặn và kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội, liên tục bắt bớ bỏ tù những người viết bài phản biện. Điều này hoàn toàn trái ngược với nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Kết quả cuối cùng rồi sẽ dẫn đến phá sản kinh tế kỹ thuật số tại Việt Nam, làm cho nước này phụ thuộc càng sâu hơn vào công nghệ của nước ngoài và đặc biệt đáng lo ngại là từ Trung Quốc. Vậy, muốn đất nước phát triển văn minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cần mạnh dạn gỡ bỏ tất cả các tường lửa để trên 90 triệu người dân Việt Nam được tự do tiếp cận thông tin trên thế giới. Có như vậy thì ước mơ 4.0 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không còn là điều ảo vọng. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo d ngày hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ Video này cho nhiều người cũng như để lại bình luận và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ các bạn. Và các bạn nhớ ấn nút theo dõi của Youtube và Facebook Thời báo.de để luôn nhận được những thông tin cập nhật nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.